Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba câu vọng cổ 1, 2, 6 bài hát được mang tên Mưa Trên Phố Huế. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cũng không tự chọn sinh mà vô. Để vô cùng các bạn, tôi xin cao hỏi những cổ tân nhạc thiếu nhi. Từ đây là chiều mưa anh về. Chiều mưa mới về phải không? Mà trời nắng không về phải không? Chiều mưa mới về. Lặng lẽ ngoài kia mưa chiều đâu về. Màu đêm anh yêu anh đẹp thương thương. Đừng buồn nghe em khi đứng xa. Thời gian vẫn còn trôi qua. Để nhờ anh cùng nhau vui thanh thơ. Anh cuối đường. Xuân khói quê nghèo hai.
Thank you.
Thank you.
Dì nghĩ cho cô chú nhận giữa tay quý vị ơi. Dạ. Tiếp tục chương trình, xin mời tiếng hát của chú Năm Thắp đến chúng ta ra quyết định chọn. Sau tiếng hát của chú Năm sẽ là tiếng hát của chú Ba Năng. Ba Năng à. Xin mời chú. Bài bài cô vợ. Vô nè, câu năm ai chứ? Năm ai về đạo mà cái khổ này về. Cái khổ khỏe vừa giết đó, ổng về luôn. Một hai lần. Yeah.
Ủa
mấy bà thấy cô thương biết chừng nào tấn công con chừng này đâu thì con quanh má tay ngồi tôi cũng đánh đều chân quý ba đánh nhau Thank you.
chiều chiều nàng cá bờ sông rồi chẳng dòng sông.
Bye.
giàu khó biến qua dòng ca tôi gửi tình tôi trong sáu câu trầm bồng trao đến bạn đi âm trong gió lạnh thì câu lạc bộ không có tránh hậu sơ xuất á,
tại vì có sự góp mặt của anh Huy á, ảnh còn phải đi giao đồ á, nên ảnh xin phép ra trước đó, nên thời lượng còn rất là dài, nên cô chú ở đây á thông cảm cho con á, nhường cho anh Huy ra bài xong tới mọi người ha. Để tiếp tục chương trình, xin mời tiếng hát của anh Huy muốn là ca khúc tự chọn. Sau tiếng hát của anh Huy là tiếng hát của chú Minh Hoàng em, thì hôm nay cô bé không đỏ ha. Mình xin ra tác con vùng quảng hai câu đi cổ. Các bài đời lại chiếc lá, sáng tác của Hồ Hoa Quẹ, kinh mạng của Diễn Nguyễn Thanh. Dần nắng kêu sao mà nghe anh đã
Xin cảm ơn tiếng hát của Nguyên vừa rồi. Đề nghị cho anh chàng Nguyên và vỗ tay quý vị để tiếp tục chương trình, xin mời tiếng hát của cô Cẩm Tuyên và chú Hoàng Em đứng tay một phút ca cổ Hàng Mạc Tử. Xin mời cô chú sau tiếng hát của đôi song ca thì sẽ đến tiếng hát của chú Điền đến từ Trung An. Xin mời quý khán thị qua đời vô đuôi dùng mai nữa ca dòng mẫu rớt rồi đuổi vô bãi rồi gớp đi rồi quá trình chị dễ vợ gì đó chứ em ai đi em đứng vô dùng mai nhớ nhà quan tài bắt lại số em á cái thầy á thì nếu thấy cho bài không có em chi bữa nay thấy con bé bây giờ có nào thầy con té thế nào để hai đầu gối muốn dân cái bánh chè ra
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
đề trong giờ trò tân giảng điều trước khi chết nàng nhắn lời gọi trả lại cho cả ai đều làm cho mình đau khổ.
Nhẹ nhàng những gió đã chạy, những chân nhộn mà
cho đất nắm tay người cho mưa hoàng đông. Ôi quê hương ta là trời đất mênh mông, như mấy đâu trong lòng ta mơ. Lá đỏ nơi này phủ lối mưa.
Cái nhân cái cổng cái đứng cái gì?
Trước khi ra về, kính chúc quý vị thường lộ bình an và có một giấc ngủ ngon.
sáng mai sẽ có một ngày lao động sản xuất đạt kết quả cao nhất. Một lần nữa đại diện câu lạc bộ xin nói lời cảm ơn. Chương văn 2 vì cô phô hát thấy cái gì hay quá rồi sao ta à, hay quá hát thì, hay quá rồi chào tất cả các bạn nha, hẹn ngày mai với chương trình ca nhạc nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trực tiếp của câu lạc bộ Bình Nga. Một lần nữa đại diện câu lạc bộ xin nói lời cảm ơn tất cả quý bạn ạ.